trong cuộc sống như là một người mà tự xưng là môn đồ của Chúa Giêsu. Bởi vậy anh chị em hãy bắt liên lạc mật thiết với cái vị đó, tức là cái vị mà có quyền năng, tức là quyền năng của Đức Thánh Linh trong suốt cuộc đời chúng ta. Chúng ta luôn luôn có thể trông cậy vào cái quyền năng của Đức Thánh Linh đó. Anh chị em hãy thử, hãy thử. Bất cứ khi nào chúng ta có cái ý chúng ta muốn trở thành tốt hơn, chúng ta khẩn cầu nơi Đức Thánh Linh cho chúng ta cái nghị lực, cái sự can đảm để mà chúng ta biến đổi, thì Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ chúng ta. Tôi thấy như vậy, không bao giờ Đức Thánh Linh làm cho tôi phải thất vọng. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗ lầm, đem tin kính vào nơi nghi nan, trông cậy nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm. Để đồng cảm với bài chia sẻ của mục sư hôm nay, xin quý ông bà và chúng ban hát cùng tôn vinh Chúa. Xin mời các bà cùng đứng lên, chúng ta cùng tôn vinh Chúa bài thánh ca số 125, 125 Kinh Hòa Bình, và hát với tất cả tấm lòng thành của chúng ta.